xin mến chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ Minh Hải TV trong suốt thời gian qua. Hôm nay Minh Hải TV xin mời quý vị và các bạn trở lại với khu vực đường Vành Đai 2 của thủ đô Hà Nội, đoạn từ Vĩnh Tuy đến ngã Tư Sở. Đây có thể nói là một cái điểm nóng về giao thông ở Hà Nội trong suốt nhiều năm qua. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng xem là cái tuyến đường này đã được triển khai mở rộng để cải thiện cái vấn đề giao thông đến đâu rồi. Dự án này đã được triển khai để nhằm giải tỏa cái vấn đề giao thông cho khu vực Hà Nội. Địa điểm của chúng ta sẽ xuất phát đầu tiên đó chính là đoạn chân cầu Vĩnh Tuy gần với cả khu đô thị Time City. Đây chính là cái tuyến phố Minh Khai, và lộ trình của chúng ta sẽ đi từ đây, phố Minh Khai, qua các cái phố Đại La, Trường Chinh đến đoạn ngã Tư Sở. Đây cũng chính là cái phạm vi của dự án. Thì cái tuyến đường từ Vĩnh Tuy đến ngã Tư Sở trải qua ba cái tuyến phố nói trên ấy, thì nó thuộc vào vành đai 2 của thủ đô Hà Nội. Nhiều năm nay đã xảy ra những cái vấn đề về giao thông phải nói là nghiêm trọng. Hà Nội đã chính thức triển khai cái dự án là mở rộng đường trong nhiều năm qua ở tại cái cung đường này. Tuy nhiên thì cũng do rất là nhiều các cái nguyên nhân khác nhau mà cái tiến độ thi công bị chậm lại, có thể nói là cái khoảng thời gian rất là dài. Nếu như là cái việc mở rộng đường nó không được tiến hành kịp thời thì cái việc mà xảy ra ùn tắc giao thông ở cái đoạn đường này sẽ là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Như chúng ta đã biết là cái trên cái đoạn đường này thì cũng có cái tuyến phố Trường Chinh đã được thi công mở rộng đường từ nhiều năm qua rồi. Tính đến thời điểm này có thể nói là nó cũng được triển khai đến mười mấy năm rồi. Tuy nhiên thì dự án vẫn không thể được thực hiện hoàn chỉnh do vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng, khiến cho cái đoạn đường Trường Chinh ấy, nó hình thành rất là nhiều các cái nút cổ chai. Lát nữa thì chúng ta sẽ đi qua cái đường Trường Chinh và chúng ta sẽ được chứng kiến những cái nút cổ chai đó. Thì mới đây ngày 22 tháng 4 năm 2018 thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức khởi công một cái dự án làm đường nữa, đó chính là cái tuyến đường vành đai 2 trên cao, đoạn từ Vĩnh Tuy đến ngã Tư Sở. Chủ đầu tư đã cam kết là sẽ hoàn thành cái dự án này vào năm 2020. Hy vọng là sẽ dự án này sẽ được thực hiện đúng tiến độ. Có thể nói là cái mật độ giao thông ở trên cái trục đường này phải nói là rất là cao. Trong khi đó thì cái bề rộng của mặt đường thì từ nhiều năm qua nó đã rất là chật hẹp rồi. Thành ra nó cũng không thể đáp ứng được cái nhu cầu giao thông. Chính vì vậy là cái tình trạng ùn tắc giao thông nó thường xuyên nó xảy ra ở cái khu vực này, đặc biệt là ở những cái điểm như là Minh Khai này, chính là cái nơi mà chúng ta đang đi này, đang được chứng kiến này. Đấy, thì quý vị và các bạn có thể quan sát thấy là rất là nhiều xe qua đây, cả xe máy lẫn ô tô đi lẫn lộn vào với nhau, cũng không có được phân làn nữa. Ở dưới đường này cũng khó có thể quan sát được vạch kẻ đường để mà biết là đi ở làn nào nữa. Thứ hai là số lượng người quá lớn khiến cho cái việc đi lại rất là khó khăn, các xe là cứ mạnh ai lấy đi. Điểm ùn tắc tiếp theo cũng có thể nói đến chính là chỗ cầu Mai Động, và điểm nữa là chỗ ngã Tư Vọng. Thì đấy cũng là những cái điểm mà thường xuyên xảy ra các cái vấn đề về ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm thì nếu mà xe ô tô đi vào đấy thì gần như là bó cứng luôn. Nguyên nhân mà dẫn đến cái mật độ phương tiện giao thông qua đây nó cao thì cũng bởi là vì đây là cái đường vành đai 2, một cái tuyến đường huyết mạch nó chạy qua thủ đô mà lại chưa được mở rộng. Thêm vào đó thì hai bên cái tuyến đường này thì lại có quá nhiều các cái chung cư rồi khu đô thị,
các nhà cao tầng được mọc lên. Điển hình phải kể đến như là chỗ khu đô thị Time City Park Hill với tổng cộng cỡ khoảng 23 cái tòa chung cư có độ cao trên dưới 35 tầng. Bên trong đó thì còn cả trường học, cả bệnh viện, văn phòng cho thuê, rồi trung tâm thương mại. Đấy, toàn những cái nơi tập trung đông người. Rồi dự án Hòa Bình Green City với hai cái tòa chung cư 27 tầng với tổng cộng là cỡ khoảng 1.400 căn hộ. Thì đấy cũng là một con số phải nói là khủng khiếp đối với cái tuyến đường này. Nhiều chủ đầu tư khác cũng đón đầu cái dự án làm đường, cho nên là họ cũng đầu tư vào đây cái dự án xây dựng các chung cư khác gần với cả chỗ Time City. Ví dụ như là cái dự án chỗ 365A Minh Khai của liên danh Vinaconex và Vinahut. Thì cách đó không xa, chúng ta cũng có thể biết được đó là cái dự án căn hộ Sunshine Garden mà đã từng một lần phải dừng thi công do là nó không có đường vào đấy. Cái này ở trên báo chí cũng đã nhắc đến rồi. Ở đối diện cái khu vực Time City mà chúng ta vừa đi qua lúc nãy thì cũng có một cái dự án lớn khác mà ở đoạn đầu video Minh Hải TV đã quay vào cái bảng thông tin dự án rồi đấy. Đó chính là dự án Imperial Sky Garden của chủ đầu tư là tập đoàn Mick Group. Thì cái dự án này cũng được xây trên nền một cái nhà máy cũ ở khu vực Minh Khai. Tương lai thì ở đây nó sẽ mọc lên là khoảng 4 cái chung cư với cỡ là khoảng trên dưới 2.000 căn hộ. Khi nào mà khánh thành cái dự án này thì chắc là đoạn đường này sẽ phải chịu một cái áp lực giao thông rất là lớn. Phía tây của khu đô thị Time City Park Hill thì còn có một số các cái tòa chung cư khác mà đi theo cái đường Lĩnh Nam ấy, nối vòng ra cái đoạn đường vành đai 2 này. Thì cũng phải kể đến đó là chung cư New Horizon với cái mật độ căn hộ là khoảng 1.200 căn hộ. Rồi dự án Sunshine Palace với cái dung lượng là cỡ khoảng 400 căn hộ nữa. Đấy, thì nó sẽ cái lượng người ở đấy sẽ đi theo cái đường Lĩnh Nam để đi ra đường vành đai 2 này. Đấy, thì cũng là một cái phần để tạo áp lực cho về giao thông cho cái đường vành đai 2 này. Nói đến cái khu vực cầu Mai Động mà chúng ta vừa đi qua lúc nãy thì khu vực cầu Mai Động cũng là cái nơi mà tập trung nhiều cái chung cư. Ví dụ như chung cư Green Pier cao 21 tầng với cỡ khoảng 500 căn hộ. Cạnh đó thì cũng đang có một cái dự án nữa sắp mọc lên mà lúc nãy đi qua chúng ta cũng chắc là cũng có quý vị và các bạn có thể quan sát được. Ở đó thì họ còn làm cả các văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại nữa. Trên cái đoạn đường mà từ Minh Khai đến cái vị trí mà chúng ta đang đi này thì quý vị và các bạn có thể quan sát được ở hai bên đường rất là nhiều các cái dự án đã và đang triển khai, rất là nhiều nhà cao tầng. Phía tây của cầu Mai Động mà lúc nãy chúng ta đi qua ở bên tay phải đấy, chỗ có mấy cái cây anh đào đấy, thì nó có một cái dự án nữa mang tên là Hai Nốt với khoảng trên 1.000 căn hộ nữa, khoảng 1.100 căn hộ và các cái văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại. Thì dự án này cũng đã chuẩn bị đi vào hoạt động rồi. Còn trên cái đoạn đường mà từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở thì nó cũng có rất là nhiều các chung cư cao tầng khác mà lát nữa chúng ta sẽ đi qua, chúng ta sẽ có thể quan sát được. Ví dụ như là Capital Garden ở chỗ 102 Trường Chinh và dự án Astemis. Và còn rất là nhiều các cái dự án nữa mà chúng ta cũng không thể điểm qua được hết ở đây. Và cái đoạn đường mà chúng ta đang đi ở đây thì nó là cái tuyến đường Minh Khai đi ra Đại La. Đấy, đoạn đường này là phố Đại La rồi.
thì khi mà có cái thông tin là mở rộng cái tuyến đường vành đai 2 này thì quý vị và các bạn có thể thấy là nhà cửa hai bên đường này là gần như là không được cấp phép xây dựng thêm nữa, cho nên chúng ta cũng thấy là không có những cái tòa nhà của dân được xây dựng mới ở ven đường này, bởi vì nó tất cả đều nằm trong diện giải tỏa để làm dự án rồi. Đấy, cho nên là nhà ở đây nhìn rất là lụp sụp. Đấy, dân có tiền nhưng mà cũng không thể xây mới được. Thế thì cái dự án mà mở rộng cái đường vành đai 2 đoạn từ Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở ấy, nó bao gồm cả cái tuyến đường bộ trên cao và cái tuyến đường bộ ở phía dưới thấp, tức là cái đường này sẽ là hai tầng. Thì nó sẽ kết hợp với cả cái phần quy hoạch ở dưới thấp nữa. Nên là tuyến đường vừa được mở rộng ra và vừa được thêm một cái tầng nữa. Thì đoạn đi bằng ấy thì sẽ có chiều dài khoảng trên 3 km và điểm đầu kết nối với cả Vĩnh Tuy. Điểm cuối thì là ở nút giao ngã tư Vọng. Sau khi hoàn thành thì cái tuyến đường Minh Khai này sẽ được mở rộng ra cỡ khoảng trên 60 mét với 6 cái làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Vỉa hè thì mở rộng mỗi bên từ 4 đến 6 mét. Còn ở giữa thì sẽ có một cái giải phân cách rộng chừng 4 mét để làm cái nơi mà bố trí các trụ đường cho cái đường vành đai 2 ở trên cao. Thì đoạn tuyến đường vành đai 2 trên cao, cái điểm đầu tiếp giáp với cả phía nam cầu Vĩnh Tuy và điểm cuối nó sẽ tiếp giáp với ngã tư Sở là ở phía đường Trường Chinh. Tổng chiều dài của tuyến này nó cũng sắp xỉ khoảng 5 km với một số các cái hạng mục như là cầu chính với cái bề mặt là khoảng 19m, 20m gì đó. Còn cái cầu dẫn lên thì sẽ có bề rộng là khoảng 7m. Tức là cũng có thể là đi được từ phía dưới tầng dưới này đi lên tầng trên. Thì cái đường dẫn đấy nó sẽ là khoảng 7m. Các cái nhánh kết nối với cái đường bên trên và bên dưới nó sẽ được bố trí ở ba cái vị trí là chỗ cầu Vĩnh Tuy, ngã tư Vọng và chỗ ngã tư Sở. Đấy, tức là các phương tiện có thể đi từ tầng dưới lên tầng trên hoặc là đi từ tầng trên xuống tầng dưới ở ba cái vị trí đấy. Dự án sẽ được thực hiện theo cái hình thức là hợp tác công tư, loại hợp đồng là hợp đồng BT, có tổng vốn đầu tư cỡ khoảng gần 10.000 tỷ đồng, trong đó có khoảng trên 4.000 tỷ đồng là sẽ chi cho phần giải phóng mặt bằng. Cái đoạn mà đi từ đường Đại La qua đến cái khu vực này thì chúng ta cũng có thể để ý thấy là cái đoạn đường này cũng có lưu lượng giao thông rất là cao, bởi vì nó gần mấy cái trường đại học, là trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Kinh tế và trường Đại học Xây dựng, thêm vào đó là một số các cơ sở đào tạo khác nữa, thì cũng là tạo ra một cái lưu lượng giao thông không nhỏ ở cái khu vực này. Đấy, thêm vào đó thì lại có khu vực chợ Mơ, rồi khu vực chợ Đồng Tâm, Bách Khoa. Đấy, cũng là những cái nơi mà tập trung rất là nhiều người qua lại. Đấy, khiến cho là cái lưu lượng giao thông ở đây phải nói là cực kỳ là nóng. Ở cái đoạn này chúng ta đang đi đây là cái khu vực ngã tư Vọng rồi. Đấy, thì cắt ngang kia sẽ là đường Giải Phóng. Cắt ngang cái tuyến đường này sẽ là đường Giải Phóng. Và chúng ta đi thẳng phía trước này sẽ là đường Trường Chinh. Ở trên cái tuyến đường này thì chúng ta có thể quan sát được những cái vị trí mà nút cổ chai như đã nói ở đầu video. Đấy. Đường Trường Chinh này đã được khởi động để mở rộng từ rất là nhiều năm rồi. Tuy nhiên thì vẫn còn bị vướng mắc, cho nên là chưa thể thực hiện được một cách hoàn hảo. Những cái căn nhà cũ kỹ, những cái chung cư kiểu tổ chim nằm ở phía ven đường Trường Chinh cũ này cũng sẽ được dỡ bỏ để thay vào đó là những cái tòa nhà nó mới mẻ hơn, tạo cho cái
tuyến đường này có một cái bộ mặt nó tương xứng hơn, chứ không phải là những cái chung cư cũ nát và rất là nguy hiểm cho các hộ dân sống ở trên đó. Quý vị và các bạn có thể quan sát được ở phía bên tay trái chính là những cái trụ bằng bê tông cho cái phần đường ở trên cao. Đấy. Phần trụ này sẽ được trồng ở chính giữa cái giải phân cách rộng khoảng 4m đó. Thì cái tuyến đường vành đai 2 trên cao này được chia ra làm nhiều giai đoạn. Thì cái giai đoạn mà thực hiện ban đầu là từ năm 2016 đã đưa vào sử dụng rồi, thì đó là đoạn từ ngã tư Sở mà đi cầu Nhật Tân qua đường Võ Nguyên Giáp rồi đi ra cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Thì cái đoạn đường vành đai 2 đấy đã được thực hiện là làm đường trên cao rồi, trải qua các cái tuyến phố như là phố đường Láng, Bưởi rồi đường Võ Chí Công. Đấy thì cũng đã được thực hiện đường vành đai 2 trên cao rồi. Còn đến giai đoạn hiện nay thì cái đoạn mà từ ngã tư Sở trở về ngã tư Vọng sẽ được thực hiện làm cái đường vành đai 2 trên cao. Ở trong cái giai đoạn tiếp theo thì là sẽ thực hiện từ ngã tư Vọng về đến cầu Vĩnh Tuy, sẽ thực hiện ở giai đoạn tiếp theo. Hiện nay thì đã nằm trong quy hoạch rồi. Cái đoạn chúng ta đang di chuyển đây cũng chính là cái phần đường Trường Chinh mà đã được mở rộng rồi, cho nên quý vị và các bạn có thể thấy là đường nó cũng thông thoáng hơn, mặc dù là đã có rào chắn để thực hiện cái phần các trụ bê tông này, nhưng mà các phương tiện đi lại nó cũng đã dễ dàng hơn. Song song với việc mà thực hiện cái dự án đường trên cao ấy, thì ở phía dưới thấp này các cái hộ dân ở hai bên đường này cũng sẽ được di rời để tái định cư đến nơi khác, nhằm cho cái công việc giải phóng mặt bằng của dự án này nó được tiến hành một cách khẩn trương. Thì sau khi qua cái nút giao này thì chúng ta cũng sẽ có thể quan sát được cái hiện trường mà giải phóng mặt bằng. Đó, ở bên phía trái của khung hình thì quý vị có thể nhìn thấy được là có rất nhiều các cái máy thi công cần cẩu đang làm việc hết sức khẩn trương để đẩy nhanh cái tiến độ thi công này. Với cái cam kết là đến năm 2020 thì cái tuyến đường vành đai 2 này sẽ được đưa vào sử dụng, thì hy vọng là người dân ở thủ đô Hà Nội sẽ được hưởng rất là nhiều cái lợi ích từ cái công trình này. Ở phía trước mặt của chúng ta đây thì chúng ta cũng đang chuẩn bị bước vào một cái nút cổ chai của đường Trường Chinh. Đấy. Đoạn này cũng gần với cả chỗ trường Đại học Y Hà Nội. Đoạn đường Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng rẽ ra cái đoạn này. Thì đây cũng là một cái điểm nóng giao thông từ trước tới nay. Mà cái việc giải phóng mặt bằng ở khu vực này cũng tồn tại từ nhiều năm qua. Khi mà xem đến cái đoạn này thì quý vị và các bạn cũng thông cảm cho Minh Hải TV sẽ quay kỹ để quý vị và các bạn được chứng kiến rõ ràng những cái cảnh mà cái nút giao thông này nó khủng khiếp đến như nào. Hy vọng là quý vị và các bạn có thể kiên nhẫn để quan sát ở trên màn hình. Hiện tại thì Minh Hải TV đang di chuyển qua tuyến đường này không phải là giờ cao điểm. Nếu mà đi vào giờ cao điểm thì chắc chắn là sẽ không thể đi qua được cái tuyến đường này trong cái thời gian như vậy. Đây là cái khung giờ này là khung giờ khoảng 14:30 chiều. Cho nên cái lượng xe qua lại ở đây là vẫn còn là chưa phải là quá nhiều. Thế mà di chuyển đã khó khăn như thế này rồi. Các phương tiện khác ngoài ô tô, ví dụ như xe máy, xe đạp thì gần như là cứ trống chỗ nào là họ đi vào chỗ đấy, thậm chí là phi lên cả vỉa hè. Bởi vì cái diện tích của phần đường này không đủ để cho họ đi lại, cho nên là vỉa hè cũng đã
đã được tận dụng để họ di chuyển. Cái này cũng phải thông cảm, bởi vì là không hẳn là hoàn toàn là do ý thức tham gia giao thông, mà đây ở đây thì do cái công trường đang được thi công cho nên là người dân họ cũng bị ảnh hưởng bởi cái việc di chuyển. Các xe ô tô gần như là tắt hoàn toàn, không thể đi được. Ở phía bên tay phải thì là sẽ đi ra trường Đại học Y Hà Nội, rồi bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Còn phía bên tay trái thì cũng chúng ta cũng có thể nhìn thấy đó là cái trung tâm thương mại, rồi một số các cái bệnh viện khác nữa. Đấy, mật độ giao thông ở đây phải nói là cực lớn với những cái công trình mà tập trung đông người như thế. Đây rồi, phía trước của chúng ta chính là cái đoạn mà đang được giải phóng mặt bằng rất là rõ ràng đây rồi. Chính là các cái hộ dân ở bên đường phía bên tay phải của chúng ta đây đang được phá rỡ các cái kiosk bán hàng, rồi các cái hộ dân trước đây ở tồn tại ở khu vực này thì đang được phá rỡ để tạo mặt bằng cho dự án. Tất cả những cái hạng mục về điện, rồi về viễn thông, các cái dây thông tin này, các cột điện này sẽ được hạ hoàn toàn xuống, đưa vào hệ thống hạ ngầm, làm cho cái bộ mặt của thủ đô, cái đoạn đường này sẽ được cải thiện một cách đáng kể, không còn nhìn thấy những cái mạng nhện ở phía trên trời nữa, rác trời sẽ được gỡ bỏ rất là nhiều. Sau khi thực hiện xong cái dự án này thì cái đoạn đường này sẽ phải nói là tuyệt đẹp, bởi vì là cái bề rộng của nó mở rộng ra đến hơn 60 mét. Tất cả các hạng mục về điện rồi các công trình công cộng sẽ được quy hoạch lại một cách ngay ngắn, chỉnh tề. Còn ở tại thời điểm hiện tại thì đúng là đây là một cái đại công trường, tất cả còn đang ngổn ngang, lẫn cả gạch cát và rác. Đi qua công trường này thì phải nói là cực kỳ khó khăn. Mấy hôm nay thì trời lại còn có mưa nữa cho nên đi qua đây còn đỡ bụi. Chứ còn những cái hôm nào mà trời nắng thì do cái việc phá rỡ này nó tạo lên những cái bụi li ti bay ở trong không khí, khiến cho những người mà đi xe máy qua đây thì thấy rất là khó chịu. Thường xuyên là phải bịt kín hết cả người, thậm chí là đeo cả kính mắt nữa. Đấy, như chúng ta quan sát thấy đây là cái con phố Trường Chinh, đoạn nút Cổ Trai đi gần tới ngã tư Sở. Bao nhiêu các cái mạng nhện, chính là các cái dây thông tin và dây điện được trăng chịt ở trên các cái cột điện. Đấy là hiện trạng cũ, và sắp tới không xa nữa sẽ được hạ ngầm hoàn toàn, trả lại được cái vẻ đẹp cho thủ đô, không còn bị vướng bởi những cái dây điện như thế này nữa. Ở phía trước mặt chúng ta có thể quan sát thấy đó chính là khu đô thị Royal City của tập đoàn Vingroup rồi. Nhìn thấy Royal City có nghĩa là chúng ta đã di chuyển gần đến với ngã tư Sở, mà trước đây một số người đã nói một cách ví von là ngã tư Khổ hay là ngã tư Sợ, bởi vì cái việc ùn tắc giao thông ở đây nó diễn ra quá kinh khủng. Sau khi đã làm hầm đi bộ, rồi làm cầu vượt, rồi mở rộng đường các kiểu, thế nhưng mà cái việc ùn tắc giao thông nó vẫn chưa hoàn toàn được cải thiện, cho nên là ở đây người ta vẫn thường xuyên người ta vẫn gọi đây là ngã tư Khổ, ngã tư Sở. Đến đây thì là kết thúc cái cung đường mà nằm trong phạm vi dự án mở rộng đường và đường vành đai 2 trên cao của thủ đô Hà Nội. Minh Hải TV xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video đến thời điểm này. Hãy nhấn nút like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem, và đặc biệt là hãy nhấn nút đăng ký kênh. Nhớ hãy bấm thêm quả chuông ở bên cạnh để nhận được những cái video mới nhất từ Minh Hải TV, để không bỏ lỡ những cái video clip hay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.